chào các bạn đã đến và quay trở lại với TNC Channel. Bạn là một nhà sáng tạo nội dung. Mà sáng tạo nội dung không phải cái kiểu là viết content hay là làm video, mà bạn là một họa sĩ chẳng hạn. Thì bạn sẽ cần, dĩ nhiên rồi, một cái màn hình chuẩn màu. Nhưng mà chắc chắn là bạn sẽ cần nhiều hơn thế. Bởi vì là nếu như mà chỉ là làm video hay là thậm chí làm nhạc rồi các thứ đi, thì màn hình nó cũng chỉ ở một mức độ nào đấy. Anh em chỉ cần nó chuẩn màu, không gian làm việc nó tốt. Thế còn với những người làm về vẽ thì sao? Nói cụ thể đây là digital art thì sẽ cần một chiếc màn hình như thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ đến với một chiếc màn hình như thế nhá. Và xin giới thiệu anh em luôn, đây là chiếc TV, à quên nhầm, đây là chiếc màn hình máy tính LG Ultrafine Display Eco. Ultrafine, bình thường anh em thấy đeo kiểu đeo ultra sharp, kiểu đeo siêu nét hay là đeo gì gì đấy. Nó đây Ultrafine, fine ở đây là gì? Fine đây cái nghĩa này nó rộng lắm. Nó không phải ok I'm fine, không phải kiểu đấy, mà fine đây là kiểu đẹp đẽ, tráng lệ, magnificent gì gì đấy. Đấy kiểu đấy. Thì đây là một chiếc màn hình như vậy và nó có tên mã là 32UN880. Đấy, 32UN880 thì nghe qua anh em đã biết là nó sẽ có kích thước là 32 inch. U là cái gì đấy mình chưa biết, N cái gì đấy mình chưa biết, nhưng mà thôi bây giờ chúng ta sẽ đập hộp nó ra nhá. Đây là một chiếc màn hình phẳng, bởi vì là anh biết rồi đấy, thì khi mà chúng ta vẽ thì chúng ta rất ghét cái việc là chúng ta vẽ những cái đường thẳng, nó lại thành ra là nhìn thành cong, rất là khó chịu đúng không? Cho nên vẽ vời nên dùng màn hình phẳng. À quên, có một chi tiết nữa là nếu như mà anh em mua chiếc màn hình này tại TNC Store thì anh em sẽ được tặng kèm cái bảng vẽ Wacom nhá. Đây là Wacom Intuos S. Thì đây là một cái bảng vẽ nó có kích thước khá nhỏ. Thực ra thì mình nghĩ là cái món quà tặng trị giá 2 triệu này nó chỉ gọi là để cho những bạn nào mới vẽ thì chúng ta sẽ dùng cái bảng vẽ như vậy thôi. Hoặc là đặc biệt là những bạn nào mà kiểu làm ảnh ấy, chúng ta sẽ có một công cụ nó chính xác hơn để chúng ta có thể thao tác. Đấy, chứ còn nếu như mà để vẽ một cách gọi là chuyên nghiệp thì mình nghĩ là anh em sẽ cần đến những cái bảng vẽ Wacom nó có kích thước lớn hơn, bởi vì lúc đấy thì cái tỷ lệ thao tác giữa bàn tay và cái hình ảnh hiển thị trên màn hình nó sẽ sát nhau hơn. Còn cái bảng vẽ này thì mình thấy kích thước nó hơi nhỏ, nhưng lát nữa chúng ta sẽ dùng thử sau. Bây giờ hãy đập hộp nó ra đã. Đấy, chúng ta có Ultrafine rồi này, có Ego. Ego ở đây là Ergonomic ấy, tức là công thái học ấy. Tại sao? Bởi vì là cái màn hình này nó sẽ không đi kèm theo một cái chân đế bình thường, mà khi đập hộp ra anh em sẽ thấy cái chân đế của nó. Đây là lần đầu tiên mình đập hộp một cái màn hình mà có đi kèm một cái chân đế, nó như cái cần cẩu này anh em ạ. Ui, to dã man. Nào, chúng ta cùng xem cái chân đế này nó như thế nào mà nó to như thế này nhá. Về thương hiệu LG thì chắc là nhiều anh em cũng biết rồi, bởi vì là họ rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực để sản xuất tấm nền, màn hình, rồi TV. Ngày xưa anh em cứ nghĩ đến TV là nghĩ ngay đến Sony đúng không? Bởi vì là thật ra mình thấy là các cụ nói thế cho nó vần, nó thuận mồm thôi. Chứ còn TV Sony thì ok, nó không phải là tệ, nó rất tốt. Nhưng mà để nói về cái lĩnh vực gọi là màn hình, hiển thị, tấm nền trong cái lĩnh vực máy tính PC bây giờ ấy, thì mình thấy LG là một cái thế lực rất là khủng khiếp. Thậm chí là rất nhiều nhà sản xuất, rất nhiều hãng cũng sử dụng cái tấm nền của LG cho những sản phẩm gọi là chuẩn màu của họ, sản phẩm gọi là cho những người làm việc chuyên nghiệp của họ thì đều sử dụng tấm nền từ LG. Ui, bóc có cái chân đế thôi mà mệt phết anh em ạ. Đây là một cái chân đế kẹp bàn anh em ạ. Cái phần này thì anh em sẽ kẹp vào cạnh bàn, xoáy ra này. Đây có một cái đế cao su, bọc cao su rất là mềm cho anh em không sợ bị xước bàn đâu nhá. Anh em đặt nó vào cạnh bàn rồi em siết nó lại để cố định. Và đây là phần chân đế chúng ta. Riêng cái chân đế thôi cũng xứng đáng được nói riêng một đoạn trong video, mà không những là nói ít mà nói nhiều ấy. Nhưng mà lát nữa thì chúng ta lắp lên xong rồi chúng ta sẽ nói sâu hơn. Và anh em có thể thấy đây là cái đế bắt chuẩn VESA, chuẩn VESA luôn. Đấy, nó có thể thay đổi được cái góc nghiêng này. Đấy, chuẩn VESA lỗ 10cm để anh em có thể bắt ra những cái loại chân đế khác. Nhưng mà cần gì nữa nhỉ? Mình nghĩ là không cần nữa, bởi vì là cái chân này nó đã quá đủ rồi. Anh em sẽ không còn cái ham muốn là đổi sang một cái chân đế khác nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái phụ kiện khác. Bên trong này thì anh em sẽ có một cái bịch rất là to. Cái bịch này thì sẽ bao gồm có một cục nguồn dã man. Nó to còn hơn cả những cái cục sạc mà laptop gaming với cái công suất rất là cao. Và cái cục nguồn này nó sẽ xuất ra dòng điện là 19,5V với ampere là 10,8A. 10,8A nhân 19,5 thì nó sẽ rơi vào khoảng hơn 200W. Tính ra là 210W, 210 phẩy bao nhiêu watt đấy. Hơn 200W cho một cái màn hình. Thế thì
cái độ phân giải chắc chắn là rất cao rồi. Đây, anh em sẽ được tặng kèm một cái miếng sticker rất là hay, có logo LG, chắc là để dán, để che lên một số cái phần ở đằng sau màn hình chẳng hạn, mình đoán vậy. Một cái đĩa, phần mềm. Bây giờ đĩa thậm chí người ta còn chả cần cho túi, cho hộp, cho bọc gì cả. Thời đại bây giờ đúng là đĩa thì cứ vứt đi. À, bảo hành này. Đấy, tổng đài bảo hành. Anh em sẽ được cả... À, cái này giá trị này, cái này rất giá trị luôn. Vô cùng giá trị luôn. Anh em biết gì không? Một cọng cáp USB Type-C. Nhưng mà đây không phải là USB Type-C kiểu để dẫn dữ liệu bình thường đâu. Cái cọng cáp này này, nó sẽ có power delivery, tức là nó dẫn truyền được dòng điện để anh em sạc thiết bị khác là một nhé. Cái đấy thì đơn giản. Thứ hai là nó có tích hợp chuẩn DisplayPort, tức là anh em có thể xuất hình ảnh từ các đồ họa hoặc là từ những thiết bị mà sử dụng cổng DisplayPort, sử dụng cổng USB Type-C để chuyển hình ảnh DisplayPort, ví dụ như là MacBook. MacBook mà dân vẽ thì chắc chắn là dùng Mac rồi. Thật ra không phải tất cả dân vẽ đều dùng Mac, nhưng mà rất nhiều người sử dụng MacBook. À đây, chúng ta sẽ có thêm một cái cọng cáp là để nối dài cái dây nguồn này. Một cọng cáp nối dài dây nguồn. Thêm một cọng cáp HDMI. Ôi, đủ đồ ăn chơi dã man anh em ạ. À, và đây là một cái miếng đế để anh em thay thế. Nếu như mà anh em muốn lắp sang một cái chân đế khác thì chúng ta sẽ có một cái pad bằng kim loại rất là cứng như này. Đấy. À, đau tay quá. Ok, như vậy là về phụ kiện thì phải nói là quá đầy đủ. Thêm đinh vít, tay vặn các thứ luôn. Về phụ kiện thì quá đủ đồ ăn chơi rồi. Thậm chí là còn nhiều hơn những gì mà những người sử dụng màn hình bình thường cần đến. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là chiếc màn hình. Thì nó sẽ nằm ở ngay bên dưới cái lớp xốp này. Wow, LG 32UN880. Một chiếc màn hình 32 inch. Đây. Bây giờ mình sẽ lắp cái chân đế vào cái bàn của mình và sau đó là mình sẽ đặt cái màn hình này lên nhá. Tạm thời cứ ở đây đã. 5 minutes later. Thế, cái chân này nó chắc cực anh em ạ. Khi mà lắp vào bàn rồi mình cảm giác mình có thể nhấc cả cái bàn mình lên. Nhấc cả cái bàn lên luôn. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái màn hình lên. Trông đúng kiểu cái tivi luôn. Lắp lên cũng dễ lắm. Anh em chỉ cần đặt lên đúng cái vị trí. Xong. Anh em nghe tạch phát không? Tạch là ăn. Xong rồi ấy, chúng ta lắp xong màn hình rồi. Đây, cái tác dụng của cái chân đế ergonomic là sao? Là nó có thể làm việc rất nhiều tư thế cho anh em. Chúng ta có thể xoay, xoay, xoay. Ui, xoay đi bất cứ đâu anh em muốn. Đấy, đây là hết cỡ rồi này. Anh em xoay như này. Đây, xoay ngược lại này. Ui, ui. Nó còn hơn 360 độ ấy. Dã man. Xoay thì ok rồi. Bây giờ anh em muốn nâng hạ đúng không? Anh em muốn nâng hạ. Ok, có nâng hạ luôn. Có nâng hạ. Xoay dọc à? Có xoay dọc luôn. Xoay. Ui, như kiểu một cánh tay robot, anh em có thể để cái màn hình này bất cứ một cái vị trí nào anh em muốn. Bất cứ vị trí nào luôn. Đây, mình thích làm việc kiểu thấp thấp như này thì ok. Mình hạ nó thấp lên đây. Bình thường những cái màn hình mà cái chân đế gọi là đa dạng một chút ấy, thì anh em thấy là chúng ta có thể nâng lên hạ xuống, ngửa lên, cúi xuống đúng không? Chúng ta có thể xoay trái, xoay phải và xoay dọc là hết cỡ. Nhưng mà với cái chân đế Igro này ấy, thì cái góc độ ngửa của nó rất lớn, anh em thấy không? Nó ngửa lên rất nhiều, úp xuống cũng rất nhiều. Cái góc ngửa, góc úp là một phần. Tiếp theo nữa là anh em có thể kéo ra trước, gần mặt mình hơn. Đấy. Kéo lùi ra đằng sau, gần sát với cả phía gáy bàn hơn. Đấy là những cái góc độ mà tùy chỉnh rất là lớn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái hệ thống gọi là I/O in-out, rồi thì cổng kết nối của chiếc màn hình này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy có rất nhiều cổng ở đây. Và điển hình là cổng, đây là cổng USB Type-C này, upstream. Đây là cổng upstream kết nối dữ liệu USB. Và nó có thể xuất cho anh em thêm hai cổng USB Type A nữa. Đấy, USB 3.1 à 3.2. Chúng ta sẽ có một cổng DisplayPort và hai cổng HDMI.
chúng ta sẽ có một cổng 350mm để xuất âm thanh và chúng ta sẽ có một cái cổng DC in để cấp nguồn cho chiếc màn hình này. Và bây giờ thì anh em hãy cùng mình cắm vào những cái cổng này để xem chiếc màn hình này hiển thị và làm việc ra làm sao nhé. Ok, trước khi chúng ta đến với những cái gọi là về chất lượng hình ảnh rồi các thứ linh tinh của cái màn hình này, thì bây giờ anh em sẽ thấy là mình đã có một cái bộ dạng rất là kỳ cục đúng không? Cái mũ này của mình là một thiết bị rất là đặc biệt, lát nữa mình sẽ cho anh em biết là tác dụng của nó là gì. Nhưng mà trước khi đến với cái mũ ấy, chúng ta sẽ đến với cái đống trên tay mình đây. Mình đang có một cái iPad. iPad để làm gì thì anh em biết rồi đấy. Để xem YouTube chứ còn lề làm gì đúng không? Tiếp theo mình có một cái MacBook và mình có một chiếc laptop Windows. Cụ thể đây là chiếc laptop Asus Zephyrus G14. Rồi, bây giờ nhá. Nhưng mà quan trọng nhất này là ở trên cổ mình đây đang có một cọng cáp. Cái cọng cáp thần kỳ USB Type-C mà lúc đầu video mình đã giới thiệu với anh em đấy. Đây, anh em nhìn vào toàn bộ kết nối của cái màn hình này, chúng ta sẽ có một cái cổng USB Type-C đúng không? Ok, mình cắm USB Type-C vào. Mình có hai cổng USB đúng không? Ok, tạm thời là mình sẽ cắm một cái bàn phím của mình vào đã này. Sau mình cắm thêm một con chuột vào đã này. Đây, đây là con chuột không dây của mình. Xong. Rồi, thế là toàn bộ kết nối mình đã kết nối xong. Không cần dây màn hình luôn, HDMI rồi thì DisplayPort bỏ đi đã. Tạm thời thế đã. Bây giờ mình sẽ dùng với iPad. Ok, chiếc màn hình LG chúng ta là được định hướng là tới cái đối tượng gọi là sáng tạo nội dung. Và trong đó thì cái đối tượng họa sĩ sẽ là một cái đối tượng mà LG có vẻ như là đang nhắm tới. Tại vì sao? Bởi vì là anh em thấy đấy, khi mà mua chiếc màn hình này với giá là khoảng 19 triệu tại TNC Store thì anh em sẽ được tặng thêm một cái bảng vẽ Wacom. Tặng một cái bảng vẽ Wacom. Và những bạn nào vẽ vời thì chắc chắn là sẽ rất cần đến cái thứ phụ kiện hay ho này. Các bạn có thể thấy là ngay khi mình cắm chiếc iPad của mình vào, mình có thể làm việc với chiếc iPad này hoàn toàn bình thường. Thậm chí nhá, anh em nhớ nãy mình cắm bàn phím chuột không? Mình có bàn phím chuột đây. Chuột đây, còn bàn phím đây. TNC Acer TORE.vn. Ok, lên luôn. Thì lúc này chiếc màn hình của chúng ta đã trở thành một cái gọi là màn hình mở rộng cho chiếc iPad này. Và hiện tại thì ở những cái phiên bản iPad OS cũ ấy, thì anh em sẽ thấy là chúng ta vẫn còn hai cái viền đen đen bên này. Tuy nhiên thì khi mà vào một số ứng dụng nhất định, ví dụ anh em xem ảnh chẳng hạn, mình sẽ có một cái tấm ảnh gì đó rất là dễ thương đây, thì anh em thấy là màn hình của mình nó cũng được tràn viền ra đây. Đấy. Và trong cái phiên bản iPad OS tới đây, phiên bản mới tới đây, khi mà anh em kết nối với iPad ấy, thì nó sẽ là một cái màn hình phụ, một cái màn hình mở rộng, và lúc này nó sẽ có thể tràn viền tất cả. Và thậm chí hiện tại thì anh em cũng hoàn toàn có thể xem phim với Netflix full màn hình hoàn toàn bình thường. Và chiếc màn hình này cũng được tích hợp loa ngoài luôn. Tuy nhiên thì có một cái hạn chế tạm thời hiện tại ở cái phiên bản iPad OS cũ ấy, đấy là nó chỉ phát được Full HD thôi. Và hình ảnh trên TV, trên màn hình chúng ta nó cũng chỉ là Full HD thôi. Tuy nhiên thì mình hy vọng trong cái phiên bản iPad OS tới đây nó sẽ được mở rộng hơn. Rồi, đó là về iPad nhá. Bây giờ thì anh em sẽ tạm thời để iPad qua một bên. Anh em sẽ cùng mình đến với MacBook. Ok, MacBook thì chúng ta vốn đã biết nó là có kết nối rất là giới hạn đúng không? Ví dụ như là cái con MacBook 12 inch của mình chỉ có duy nhất một cổng USB Type-C thôi. Và hết rồi, nó chỉ có đúng một cổng ấy thôi. Và bây giờ mình muốn dùng nó với cả bàn phím chuột thì sao? Mình lại phải cắm hub à? Không cần, anh em mua cái màn hình này đã là quá đủ rồi. Chúng ta sẽ không cần thêm một cái hub nữa. Rất đơn giản, anh em cắm cổng Type-C vào. Đấy, anh em nghe tiếng tưng phát không? Tiếng sạc. Tức là sao? Chiếc màn hình này có hỗ trợ Power Delivery và nó đang được sạc. Đây, anh em nhìn trên góc trên này. Đấy, thấy không? 100% đang sạc. Ngon chưa? Và hình ảnh xuất ra trên chiếc màn hình này cũng là hình ảnh 4K. Và dĩ nhiên mình dùng được bàn phím và chuột qua cái hub này rất đơn giản. Coi như là một cái màn hình mở rộng luôn. Đó là lý do tại sao mà gần như rất nhiều những cái người làm việc về nghệ thuật hay là về sáng tạo mà mình biết ấy, thì họ rất thích dùng Mac. Không phải là vì nó mạnh hơn hay là nó tối ưu hơn về những cái nọ cái kia, cái đó là về sâu, về lâu, về dài anh em mới trải nghiệm được. Nhưng mà trước mắt nhất ấy, đó chính là tính tinh giản, tối gọn, tinh gọn tối giản của nó. Anh em thấy đấy, nếu như bỏ những thứ linh tinh này đi thì trên bàn của mình chỉ có duy nhất một con Mac và một cái màn hình, thế thôi. Thêm chuột phím nữa, như vậy là mình hoàn toàn có thể mở rộng làm việc rất là thoải mái rồi. Dĩ nhiên bây giờ thì laptop Windows cũng đã làm được cái điều này rồi. Tuy nhiên thì nói thẳng nhá, về cái mặt thẩm mỹ thì
cùng một số tiền bỏ ra, có ít mẫu laptop Windows có thể mang lại cái vẻ thẩm mỹ như thế này. Bởi vì dù sao thì những sản phẩm của Apple luôn luôn có một cái sức hút rất là lớn đến từ thiết kế. Rồi, nói đây luôn, tiện đây nói luôn là laptop Windows gì cũng làm được cái trò đấy luôn. Và chiếc laptop Asus Zephyrus G14 này cũng được tích hợp công nghệ Power Delivery. Có nghĩa là sao? Anh em cắm vào thì dĩ nhiên là nó sẽ cần một cái dòng sạc lớn hơn, dòng điện lớn hơn để có thể sạc được chiếc laptop này. Nhưng mà với Power Delivery thì anh em cũng hoàn toàn có thể cắm laptop này vào và làm việc lâu hơn với nó, sử dụng lâu hơn với nó. Và dĩ nhiên chúng ta cũng có xuất hình ảnh cộng thêm, đó là mở rộng thêm chuột và bàn phím như ở đây. Và bây giờ mình sẽ cắm thử cái Wacom này vào xem nó làm việc ok hay không nhá. Vâng, và đây, khi mà mình đã kết nối chiếc laptop Zephyrus G14 của mình vào chỉ bằng một cọng dây duy nhất mà nó có thể làm được rất nhiều thứ, anh em thấy đấy. Đây, hình ảnh 4K xuất ra đây, hình ảnh 4K. Và chiếc Wacom mình cũng đang kết nối vào chiếc màn hình này. Và mình có thể, đây, phần mềm design vỡ lòng mà mình tin chắc là không anh em nào không biết cách dùng. Và đây, chiếc Wacom chúng ta làm việc rất là tuyệt vời. Đấy, mình có thể thao tác rất là chính xác và rất là nhanh gọn với chiếc Wacom này. Ví dụ mình vẽ cái nhà chẳng hạn. Cái nhà có nóc, mình sẽ vẽ từ nóc trước. Đấy. Rồi. Đây là nhà trên đồi nên nó hơi chéo chéo anh em ạ. Đấy, xong cửa nhà này. Mình vẽ hơi xấu anh em thông cảm nhá. Đấy. Nhà có nóc, xong rồi nóc nhà, trên nóc nhà là cái mái. Ok, đấy. Hay không? Anh em mua màn hình được tặng Wacom và đó là cái bài học vỡ lòng đầu tiên của mình về vẽ digital art. Hay không? Uầy, thích vậy. anh em thấy tác phẩm mình nào? Đấy, như vậy anh em có thể thấy là với những phụ kiện được tặng kèm với chiếc màn hình này và cái công năng sử dụng của nó có thể kết nối rất là thoải mái, rất là đa dạng. Đấy là mình còn chưa động đến cái DisplayPort 1.4 của nó ấy nhá. Rồi, bây giờ thì chiếc màn hình này nó sẽ có gì? Đây, bây giờ chúng ta mới dùng đến cái này này. Cái thiết bị trên đầu mình nãy giờ. Chiếc màn hình này thì theo thông số của nhà sản xuất là chúng ta sẽ có cái tấm nền độ phân giải là 4K. Vâng, với một cái tấm nền 4K thì anh em sẽ làm gì? Anh em làm gì với một cái màn hình 4K? Dĩ nhiên chúng ta sẽ có thể làm được rất nhiều thứ với nó. 4K đồng nghĩa với việc là cái độ phân giải lớn hơn, hình ảnh đẹp hơn, nét hơn, anh em nhìn gần vẫn không thấy được điểm ảnh. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ có cái không gian làm việc lớn hơn. Không gian làm việc lớn hơn nhá. Bởi vì khi anh em để scale up, scale những cái thành phần trong Windows nó nhỏ xuống ấy, thì ví dụ anh em mở một cái giao diện phần mềm gì đó lên, ví dụ như là mình để scale 100% với màn hình 4K, anh em sẽ thấy mọi thứ nó nhỏ đi và cái giao diện website của mình nó cũng mọi thứ nó nhỏ hơn, đúng không? Đồng nghĩa với việc là sao? Anh em sẽ có nhiều không gian hơn. Cái này nó sẽ có tác dụng trong khi mà anh em ví dụ làm Photoshop chẳng hạn, hay là làm dựng video bằng Premiere chẳng hạn, thì anh em sẽ cái thanh timeline của em sẽ rất là dài, anh em sẽ rất là dài. Chúng ta sẽ có rất nhiều cái không gian để anh em có thể làm được nhiều thứ hơn, nhồi nhét được nhiều thứ hơn vào một cái khung hình như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái hình ảnh của nó xem như thế nào. Đây là một đoạn video demo 4K của LG. Uầy, 4K luôn. Và đây, tác dụng chiếc mũ thần thánh của mình đây. Anh em thấy mắt mình to hơn không? Anh em thấy mắt mình to hơn nữa chưa? Anh em thấy mắt mình to khủng khiếp chưa? Đây, tác dụng cái mũ này đây anh em ạ. Để làm gì? Với màn hình 4K thì khi mà anh em làm việc với Photoshop thì tội gì chúng ta phải zoom ra zoom vào, đúng không? Anh em đeo hẳn một cái kính lúp đeo đầu thế này cho mình. Sau lúc nào anh em cần nhìn những chi tiết nhỏ, anh em đấy, lật cái kính vào. Muốn nhìn chi tiết nhỏ hơn thì lật phát nữa vào. Ui, thề luôn với anh em là cái điểm ảnh của nó nhỏ dã man. Mình có thể soi rất rõ, như rất kỹ như này. Độ phóng đại của chiếc kính của mình rất là lớn và mình vẫn nhìn thấy những cái điểm ảnh. Dĩ nhiên mình sẽ nhìn thấy điểm ảnh rồi, nhưng mà nó vẫn rất là nhỏ và vẫn rất là chi tiết. Đủ để mình có thể sử dụng cái kính này trong cái thao tác đấy là làm Photoshop, ví dụ chấm mụn chẳng hạn. Thay vì zoom ra zoom vào, mình đeo luôn kính này, đỡ phải zoom, đúng không? Đây, mình để gần cam cho anh em có thể nhìn được cái hình ảnh qua đây trông nó sẽ như thế nào nhá. Đấy, anh em thấy không? Đấy, đây, đoạn dưới này đi, để cho nó có hình quyển sách để anh em có thể đọc được chữ trên sách luôn. Đấy, anh em thấy không? Sau anh em thêm cái kính này vào nữa thì nó phóng đại thôi rồi luôn. Đấy, anh em thấy không? Có lẽ là qua video anh em sẽ hơi khó nhìn một chút, nhưng mà với mắt mình nhìn thì nó rất là đỉnh cao. Đấy, vậy là về độ phân giải rồi. Thế còn về tần số quét của nó là 75 Hz.
75Hz có nghĩa sao anh em chơi game cũng tương đối là mượt đấy chứ. Bên cạnh đó về màu sắc thì đây là một chiếc màn hình có vẻ như LG họ tập trung vào đối tượng là làm media kiểu như là video, quay dựng video, làm phim các thứ. Thì cái giải màu DCI P3 của họ được tối ưu và tinh chỉnh lên tới độ bao trùm là 95% giải màu DCI P3, giải màu điện ảnh. Còn giải sRGB và Adobe RGB thì cũng tương đối là cao. sRGB thì nó lên tới là 125%. Đấy. Còn lại thì đấy, anh em có thể cảm nhận là một chiếc màn hình nó tuyệt vời dành cho creator nó sẽ như thế nào. Bây giờ anh em màn hình 75Hz cơ mà, thử chơi game phát nhở. Bây giờ mình thử chơi game ở Wacom luôn, cái Wacom được tặng kèm, tội gì không nghịch thử đúng không? Anh em có thắc mắc, đã bao giờ thắc mắc là chơi game bằng Wacom như thế nào chưa? Dĩ nhiên là trừ anh em nào chơi Osu thôi nhá. Osu thì chắc chắn là dùng Wacom nó sẽ rất là lợi thế rồi. Nhưng mà anh em bắn Valorant bằng Wacom bao giờ chưa? Bây giờ thử cùng mình bắn một trận xem như nào nhá. Ok anh em, hiện tại là mình đang chơi Valorant bằng Wacom anh em ạ. Nhưng mà mình không xoay được. Oh my god. Mình chỉ có thể chấm bút để bắn mà thôi. Mình chỉ có thể bấm bút rồi bắn, chấm bút rồi bắn. Đấy, vẫn phải động đến tí chuột anh em ạ. Chỉ có mỗi là chấm bút rồi bắn thôi. Chả hiểu sao lại đi đổi súng á. Quay. Đang ở đâu ấy? Sao lại trong sai này? Quay lưng lại. Đây rồi. Chết. Bắn nè. Bây giờ bắn chết mới hay này anh em này. Ấy, bắn được vào chân. Được 59 tiết anh em ạ. Được năm hẳn 59 máu luôn. Đây. Ấy. Đúng là chỉ chơi Osu hay thôi anh em ạ. Còn chơi mấy game khác thì thôi anh em bỏ ý định chơi bằng Wacom đi nhá. À đúng rồi, có khi là đánh đế chế được ấy nhở. Đánh đế chế kiểu đấy, thao tác chuột trên màn hình thôi mà đúng không? Thì tội gì không chơi được. Ê, đưa. Nói chung là đây là một chiếc màn hình khá thú vị anh em ạ. Và nếu như anh em sử dụng cọng cáp USB Type-C này để xuất DisplayPort lên ý, thì nó sẽ chỉ xuất ra được cái tần số quét là 60Hz và 8 bit màu mà thôi. Còn nếu như anh em sử dụng cái dây DisplayPort đi kèm với chiếc màn hình này với chuẩn là 1.4 thì anh em sẽ có thể sử dụng với màn hình 4K 10 bit màu với tần số quét lên tới là 75Hz. Và chiếc màn hình này hỗ trợ 10 bit màu cho anh em cộng với cả HDR10 luôn. Đây thực sự đó là một chiếc màn hình rất là thú vị. Và có thể nói đây là một chiếc màn hình thú vị nhất mà mình từng được trải nghiệm bởi vì cái tính đa dụng của nó. Nó có khả năng xoay lật cực kỳ đa dạng nhờ cái chân Ego của nó. Bên cạnh đó thì anh em sẽ có thể kết nối được rất nhiều thiết bị khác nhau chỉ qua một cọng dây. Và thậm chí cái cọng dây nhỏ bé này nó còn sạc cho cả laptop của anh em nếu như mà anh em sử dụng Mac, hoặc là laptop của anh em có hỗ trợ sạc bằng Power Delivery. Và dĩ nhiên rồi, chúng ta còn cắm cả USB vào nữa. Anh em thấy đấy, chiếc laptop của mình chỉ có duy nhất một cọng dây cắm vào thôi. Và mình có thể có bàn phím, có Wacom, hoặc là mình có thể cắm chuột vào nếu mình muốn. Đây thực sự là một món rất là hời với mức giá là 18-19 triệu của nó. Thì anh em nghĩ sao chiếc màn hình này? Rõ ràng là cái giấc mơ digital art nó trong tầm tay đúng không? Anh em nếu như mà làm trong cái lĩnh vực là sáng tạo nội dung, anh em cần một chiếc màn hình chuẩn màu, một chiếc màn hình đa dụng, đa dạng và làm được nhiều thứ. Và dĩ nhiên rồi, được tặng kèm của Wacom nữa. Thế anh em có thể lựa chọn chiếc màn hình LG UN32UN880 với kích thước 32 inch thì mình nghĩ là ngồi khoảng cách như này nó là vừa phải và anh em có một không gian đủ rộng là anh em có thể làm được rất nhiều thứ. Và đó những chia sẻ của mình về chiếc màn hình rất là thú vị này. Dĩ nhiên cái chia sẻ này nó không thể nào quá chi tiết, không chưa được thực sự là đầy đủ, nhưng mà hy vọng là cũng mang lại cho anh em những cái nhìn rất là thú vị về một chiếc màn hình hay ho như thế này. Có bất cứ cái thắc mắc gì thì anh em hãy bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì như mọi khi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.